Trời ơi, dữ lắm luôn cái trại này ông ơi, không thua gì trại ngoài ông ơi ông. Kìa. Trời ơi, sàn. Trời ơi, kìa. Không thua rồi trời rồi đó. Không thua nhiêu đó. Hôm nay đi trại cá tiếp tục các bạn ơi. Kiếm mớ cá linh cá mì dinh coi. Cái chuyện tàu dừa nghe. Linh đó, cá linh đó. Quán này cá linh nhiều nè. Quán xuống nghỉ gì vậy? Quán này có hôm đó giải cái linh không? Còn 2 con trời dày gì mà còn lọt hả? Nó, ồ êm nha. Cá lên gì đó là nhiều đó. Thấy cá bự bự dưới nhóc rồi đó. Dính cái đọt dừa. Trời ơi, thấy lên luôn rồi. Thấy không? Cái linh lọt ra mẹ hết rồi. Cái linh nó nhảy mấy con. Vậy chứ giác sáng này nó vậy ha. À, giác trưa nước nhiều giải cá nó nhiều mà lại nó vậy mà đi ghe đò tổng quá, nhiều khi nó chạy ngang cái giảm con à, hên xui. Đây mưa mà. Giải hôm qua thấy mê luôn mà, có ba chài mà kéo lên cái trắng con luôn. Dữ vậy hả? Cá nhỏ nhỏ không mà cả 2 kg đó là ông tính con cá dữ lắm, cá chứ ít đâu. Nhiều lắm. Ồ, cá linh kìa. Cái nóng đó. Tưởng không dính cá linh nào chứ. Cá linh là gì không là gì bự hơn. Mùa này cây cối ta đốt hết rồi. Đó từ lúc gãy mồi tới giờ không có ghe. Rồi dính gì bệnh nữa rồi. Nghe mấy cấp gì. Nhảy ha. Đó là trong lỗ anh chạy đó. Trong cái lỗ nhóm mình ở trại này nhiều đồng ơi. Nóng kìa. Nóng chà bá kìa. Nãy nhảy con nóng bự đó. Ừ. Tại em nhóng giật cái đó lên đó. Thịt tuốt cái mồi gì luôn. Dở. Chuối chết cái từ lỗ ngang lở đất kìa. Ừ, chuối này nó sắp sạp. Ăn đắt dữ lắm luôn. Có cá linh 2-3 con cá linh. 3-4 con cá linh luôn rồi. Đây 2 con nữa nè.
Thì cũng bộn với đâu ít đâu. Trời này nhiều lắm chứ. Ngặt cái nó không đạt tỷ lệ. Mini mini luôn. Cá này bằng cá lưng. Cá lưng thì nó mau. Lưng nhỏ bằng cá lưng nãy. Nhỏ hơn. Thì giờ có kéo cắt nó mau, cái dao chặt biết thằng nào. Kéo hết nó dao. Kéo hết nó mau. Dao mua bụng. Không có lưng nữa thấy không? Dính cho nặng ký lắm, ôi cái lưng đó không, cái nặng ký lắm đó. Ừ. Anh tròn á, anh làm như là còn cái lên này bự nè, chẳng luôn kìa, vậy đó, ha, chục cá lửa đó, này chục con là nhậu đủ rồi đó. Ừ. Sáng nay em chở cho ba, lấy ghe cũng bộn rồi. Nuôi quặn hả? Có bến vừa rồi đó là lặn, giờ cái bến đó đâu có khi nào được vậy? Có cỡ hơn cá nhiều quá. Nhảy quá nhảy rồi. Này sao nhảy dữ quá nè. Có gì không? Thế nó nhảy lọt lưới dữ thằng đó. Cái không bằng rồi. Bữa đi chạy đây có lý lắm. Có đó, trắng trắng như con bọn kìa. Ờ, dính cây dưới đó, trắng trắng cá bự bự đó. Con bọn nha. Cái linh, trời ơi, cũng nhiều lắm ông ơi, kìa trắng trần ông ơi không. Trời ơi, dữ lắm luôn cái chài này ông ơi, không thua gì chài ngoài ông ơi không. Kìa. Trời ơi, sàn. Trời ơi, kìa. Không thua rồi, chài rồi đó. Không thua nhiêu đó. Trời ơi, dính cái cây kìa. Ít chứ... phải đít luôn rồi kìa. Nó tung ra đằng ngoài không phải mình đâu ấy. Trời ơi, nó vô túi kìa ông ơi. Trắng con kìa. Ông ém chạy ra, không chắc lửa nữa à. Quá trời luôn ơi. Trời ơi. Trời ơi nè. Hồn giết nè, cái linh nè. Trời ơi. Trời gì thôi rồi kìa. Quay hoài không trái. Quay hoài. Cái linh không vô, cái linh muốn gặt luôn á. Không bằng. Thôi ơi. Không có cái chỗ này cái chuyện hai thứ cái linh. Hết. Hồn luôn á. Cái này tháng hạn này còn hơi gặp mưa gào nữa. Vì là sẽ dữ lắm rồi. Nó tối. Ừ, cái linh dị với đó. Ngược lại chị Vinh nhỏ này cái linh nhiều hết rất nhiều luôn, không thua gì trời nấy cái linh đó, không cái linh nữa đó ha. Mà Vinh thì nhỏ, Vinh nó có bự ha. Ừ, cái linh hết cái linh. Ôi rồi cái linh kìa, nổi đó không nhúm nó cả chục cái linh rồi, 6 con 5 con. Vậy mới đã đó. Đây không 4-5 con nữa nè. Đây vết này không 3-4 con rồi nè. Hồn ngon im rồi. Vì đăng cái clip này lên cái like nhóc chân nha. Im quá chị im rồi nè. Hai trại này không 2 ký cá không hết. Ha. Hai trại này. Bị mấy thằng này nó nhiều nặng ký nè. Ờ. Cái linh thôi. Nó ăn đầy gần nửa thùng rồi nè. Ôi giữa cái linh con nào nó đã. Ờ đây 5 cái linh, 6 cái linh luôn. Này vô bài cái linh rồi.
năm sáu cái linh bên đây luôn, người thấy luôn. Hấp thế đã. Này mua lưới ba mạng chi, sắm mùa cái chài lưới quốc dài chài ăn mệt nhiều. Lưới gì tốn tiền? Nhưng tốn tiền mất sồn nữa. Cái không có sồn sao mày? Bây giờ cứu rồi còn cái là cái gì? Đó. Nãy con lưới đó cuốn từ nó bọc qua chỗ qua tới đây dạo qua dạo lại là có con mà dinh đâu chừng ba ngón như con cái lồng kiến. Công xuồng bông nữa. Quá trời luôn rồi. Lên dọn nè. Trời ơi thôi mất cỡ này không vô phương mưa lại ông cũng đâm lên nữa không. Có chừng máng đó. Nhưng ông đâm lên rồi lại quay mưa có nước là ông đâm lên nữa. Ờ lên này ha. Trời ơi kìa. Dữ lắm luôn kìa ông ơi. Ở ngoài kìa. Kìa. Rồi. Trời này không thua hai trời nãy đâu. Chả cái linh không bằng. Chả cái linh đấy đúng không? Nó trắng kìa. Nó dữ rồi. Cũng cái linh đó. Ừ. Bên đây nữa nè. Hơi yếu hơn cái lên ít cái mà dinh cũng có là gai không bằng bên đó dễ gì mấy cái bánh đó mà tôi coi không có bằng nó đâu. Chỉ là ngon rồi còn nữa không ngon ngon thiệt nhưng mà nó không bằng ngon hơn mấy chạy đầu dữ dằn luôn rồi còn gì nữa. Trời ơi vậy thôi chứ có chăng lên đèn. Không gì thôi chứ đòi nữa vậy nhóc bây giờ mà quá trời luôn nói cá linh cái này kia không có bằng ờ thì cá linh không bằng rồi hai cái chày rồi là hai chày đó là nó dữ lắm quá mình nói hai bánh bánh nhiều lắm mà nãy lục bình không đâu có gãy con nãy bánh không gãy hả ừ. Mà dinh gì được con hay con cá linh gì xuồng tới vô bên ba đi chống còn hả đi rồi mấy ngày mấy người xiệt cái gì không quên con này chống chống nè bây giờ nó nhỏ không cái bộ không không nó có dảnh cùi nữa dài với thằng lớn có còn cái dĩnh lớn nè mấy cái dĩnh cùi mấy cái dĩnh bự nhìn đã cái da nó mà sao cái dãy nó muốn lên vàng á đừng có lên một hả mãi thấy hình như hai con rồi số kỹ đó cái con một mãi hai thấy lên đó đó nó không còn đâu phải kiểu hai con luôn à có mùa bán đó mấy vậy đó có mùa bán dễ gì mùa thuốc đúng rồi đâu kiếm không có nữa này trời cuối luôn các bạn ơi có không đứng không có thế đứng không có thế hả chắc là mang cái ghề bình ngoài quá đó nó hơi đưa ra xa quá thấy không nó lụm thấy không ồ cái đầu cây trống gì trống với ngoài gì vậy
cây gì không biết. Phải không? Sao thấy cái đậu đâm lên hả? Bữa trước chảy thì không có. Thấy rồi mà vẫn chảy. Thế đưa cái đậu lên kìa. Hay đậu chuối. Gì hả? Vì chắc tàu chuối nhiều quá. Xuống dưới luôn rồi. Trời này thấy không ổn rồi. Cây trôi ông ơi. Ê ê ê, cá gì bự lắm, cá gì bự lắm ông Dũng ơi. Cá gì bự lắm, từ từ nghe coi chừng nó đâm giọt ra ngoài đó, ổn lắm á. Chết ngựa cái cây rồi. Thì sao tàn. Túm á, ông xuống túm á, ông xuống túm á, cá gì bự lắm. Giống cá chép quá à. Thấy ra rồi. Hả? Vô túi hả? Như cái chép không? Ru phi hả? Phi bự dữ hả? Ờ. Ru phi nữa hả? Ờ bên đó cái chép gì đó, cái chép đỏ, bên cái chép đỏ. Ru phi nữa hả? Dữ thằng ru phi hả? Kìa. Ờ, gu phi, ơi, ba bốn con gu phi, ông nội ơi, ít chứ. Gu phi chán không á. Ủa, Vinh không dám lại hả? Ngon quá. Ôi, có con gì đó, đực, đực vậy đó. nói tới kỳ đó là nhớ vậy đó à. Chứ nói cái cây tre mà, cây mà không nghiêng qua nghiêng lại, không đẩy vô, không chọn thôi được. Là nó nghiêng qua bên kia. Rồi đâu có đâu. Bốn gu phi này hơn nửa ký rồi. Thấy trong nó lại. Thấy ngoài trôi xuống chảy nữa dính nữa. Bốn con chà bá mà thấy đưa lên cái đuôi đỏ đó mình tưởng nó cái chép. Cái chép mà nó vàng luôn. Ừ, tôi tưởng cái chép chứ. Thấy nó chào lên thì không xuống liền kìa. Cái này hả? Ừ. Đuôi đỏ đó, cái đực mà. Ờ, không đẩy. Xấu. Bữa giờ chỗ này anh trời, cái linh hết, có chị Vinh hết nhiều. Chị Vinh à. Cái sâu. Xe à. À. Được ha, chứ không nhiều không? Quá trời ơi. Ừ. Cái dưới đó tôi xài không có mấy người. Mùa thuốc mà. Ông em xài mùa thuốc. Mùa thuốc đâu, mùa thuốc. Ừ, mùa thuốc luôn hả? Trước nó nhiều lắm, bây giờ nó chuyển. Ờ. Thuốc không nào khác. Xài thuốc không dũng thì không mạnh không ơi. Ông em xài thuốc mạnh không à?